theo Điều 16 thông tư 38 tháng 2019 sửa đổi, bổ sung Điều 27 thông tư 12 tháng 2017 thì điều kiện công nhận kết quả sát hạt giấy phép lái xe cơ giới đã được quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn. Cụ thể, trường hợp xét công nhận kết quả sát hạt đối với người dự sát hạt lái xe hạng ăn, A2, A3 và ác được quy định như sau. Thí sinh đạt nội dung sát hạt lý thuyết và thực hành lái xe trong hình thì được công nhận trúng tuyển, thí sinh không đạt nội dung sát hạt lý thuyết thì không được giữ nội dung sát hạt thực hành lái xe trong hình. Trường xét công nhận kết quả sát hạt đối với người dự sát hạt lái xe hạng số tự động, hạng 2, cờ, giờ, em và các hạng thì. Thí sinh đạt nội dung sát hạt lý thuyết, sát hạt lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình và trên đường thì được công nhận trúng tuyển. thí sinh không đạt nội dung sát hạt lý thuyết thì không được sát hạt nội dung sát hạt lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, không đạt nội dung sát hạt lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông thì không được sát hạt thực hành lái xe trong hình, không đạt nội dung sát hạt thực hành lái xe trong hình thì không được sát hạt nội dung sát hạt lái xe trên đường. Cũng theo quy định trên, thí sinh mang điện thoại hoặc thiết bị truyền tin trong phòng sát hạt lý thuyết, trên xe sát hạt hoặc có các hành vi gian dối khác làm sai lệch kết quả sát hạt sẽ bị đình chỉ làm bài, hủy bỏ kết quả sát hạt. Thí sinh không được công nhận trúng tuyển được đăng ký sát hạt lại thể từ kỳ sát hạt tiếp theo, với cùng một cơ quan quản lý sát hạt cấp giấy phép lái xe đối với thí sinh dự sát hạt lái xe hạng an, A2, A3 và A đạt nội dung sát hạt lý thuyết nhưng không đạt nội dung sát hạt thực hành lái xe trong hình, thí sinh dự sát hạt lái xe hạng số tự động hạng 2, tờ giờ, E và các hạng đạt nội dung sát hạt lý thuyết, phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình thì được bảo lưu kết quả sát hạt lý thuyết trong thời gian một năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạt thí sinh được bảo lưu kết quả sát hạt, nếu muốn giữ sát hạt lại phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi, giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng theo quy định và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng trượt của hội đồng sát hạt hoặc tổ sát hạt kỳ trước. Thông tư 38 tháng 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019.